đề nghị truy tố ông Quách Văn Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, ông Quách Văn Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa, được xác định chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu vụ sai phạm tại công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch. Ngày 4 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ông Quách Văn Đức về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Đức 64 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa, nguyên là tổng giám đốc, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa. Cùng bị đề nghị truy tố về hành vi trên còn có ông Phan Thanh Vĩnh Toàn, 40 tuổi, nguyên tổng giám đốc, Đỗ Tấn Điểm, 61 tuổi, thành viên hội đồng quản trị và Nguyễn Văn Hồng, 59 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên tổng giám đốc công ty Tín Nghĩa. Theo kết luận điều tra, công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, công ty cổ phần Cao su Công nghiệp, công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh ủy Đồng Nai. Năm 2003, công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho phép thành lập công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch. Tháng 9 năm 2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch vốn điều lệ 100 tỷ. Tiếp đó, doanh nghiệp được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh. Trong đó, ông Đức làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đến tháng 2 năm 2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản nêu rõ trường hợp sử dụng đất của công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất. Một tháng sau, Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét cho công ty thực hiện dự án không qua đấu giá. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân Phú Thạnh. Tiếp đó, tỉnh thu hồi khoảng 752 ha đất để thực hiện dự án. Đến năm 2017, công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, nợ nần. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Đức vẫn họp hội đồng quản trị cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng, bàn kế hoạch hợp tác với công ty VNEC2, trụ sở tại Singapore, trong đó hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích khoảng 340.000m2 và thuê công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỷ đồng. Tiếp đó, ông Đức thống nhất góp toàn bộ diện tích hơn 100 ha tại phân khu 1A-1B của khu dân cư Phú Thạnh, Long Tân vào công ty VNEC2 để xây dựng thành khu dân cư mang tên thành phố Thiên Nga. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sau đó đã chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỷ đồng. Thế nhưng tháng 11 năm 2017, ông Đức ký kết liên doanh với công ty VNEC2 để thống nhất thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch. Vốn góp là hơn 100 ha đất tại phân khu 1A-1B với trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, giá trị thực hơn 1.989 tỷ đồng. Từ đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại số tiền chênh lệch hơn 932 tỷ đồng. Cho công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, số tiền này ông Đức sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cũng theo kết luận, thời điểm nêu trên, phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%, từ đó số tiền nhà nước thiệt hại gần 279 tỷ đồng. Trong đó, ông Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh xử lý đối với một số lãnh đạo các sở ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, giao đất xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Bắc Ninh xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong giai đoạn 2004-2009. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hưng Giang vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong giai đoạn 2004-2009 đối với ông Nguyễn Thế Nghĩa do vi phạm pháp luật hình sự đã bị kết án. Trước đó, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử vụ án bán đất trái thẩm quyền xảy ra tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2012, lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong, Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ và Ban quản lý thôn Trung Bạn đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hành vi giao bán đất trái thẩm quyền 6 lô đất thuộc xí nghiệp Bia Hà Sơn ở thị trấn Chờ, 20 lô đất ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, 15 lô đất ở khu đô thị mới thôn Trung Bạn.
thị trấn Chờ và 396 và 396 mét vuông đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích ở thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ. Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng. Cụ thể, ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005-2010 phải chịu trách nhiệm về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bán 6 lô đất xí nghiệp Bi Hà Sơn, 20 lô đất ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ và việc ban quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 4 lô đất ở khu đô thị mới năm 2006. 396 mét vuông đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích. Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong phụ trách khối kinh tế phải chịu trách nhiệm về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bán 6 lô đất xí nghiệp Bi Hà Sơn, 20 lô đất ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ và việc ban quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 14 lô đất ở khu đô thị mới giai đoạn năm 2006-2009. 396 mét vuông đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích. Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong phải chịu trách nhiệm về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bán 6 lô đất xí nghiệp Bi Hà Sơn đã gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá với số tiền là hơn 5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chờ phải chịu trách nhiệm về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bán đấu giá 6 lô đất xí nghiệp Bi Hà Sơn và 20 lô đất dân cư dịch vụ ở thôn Phú Mẫn gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 800 triệu đồng. Ông Nguyễn Huy Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ phải chịu trách nhiệm về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bán đấu giá 6 lô đất xí nghiệp Bi Hà Sơn, 20 lô đất dân cư dịch vụ ở thôn Phú Mẫn và việc ban quản lý thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ bán 14 lô đất ở khu đô thị mới giai đoạn năm 2006-2009. 396 mét vuông đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích. Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Ông Nghiêm Đình Thắng với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ và Chủ tịch Hội đồng đấu giá phải chịu trách nhiệm về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bán đấu giá 6 lô đất xí nghiệp Bi Hà Sơn, 20 lô đất dân cư dịch vụ ở thôn Phú Mẫn và việc ban quản lý thôn Trung Bạn thị trấn Chờ bán 14 lô đất ở khu đô thị mới giai đoạn năm 2006-2009, 396 mét vuông đất ở thuộc diện tích đất nông nghiệp công ích. Tổng số tiền gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho những người mua đất chúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, hàng loạt cán bộ công chức cũng bị đưa ra xét xử như công chức địa chính thị trấn Chờ, kế toán và thành viên hội đồng bán đấu giá đất thị trấn Chờ, bí thư chi bộ thôn Trung Bạn, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn kiêm chủ nhiệm hợp tác xã Trung Bạn. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong và bị cáo Nguyễn Huy Hòa, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ bị tuyên phạt 7 năm tù. Các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, Ủy ban nhân dân thị trấn Chờ, thôn Trung Bạn bị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm tù. Các bị cáo đều bị tuyên cùng với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.